Rồi, đợt này khỏe không Trung Nguyên? Dạ. Vâng, rồi, chào chú, hôm nay không đi bán vé số à? Dạ rồi, chào chú nha. Được rồi, xe quay lại, chị gửi hết đây đi xong rồi quay lại kia. Đâu đâu ạ? Rồi, chú ơi, gửi hết chú nha. Dạ, cảm ơn cô. Đây, chào bà. Bà đoàn nào đấy bà? Đất đỏ. Đất đỏ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Năm nay bà nhiêu tuổi rồi? Hả? Năm nay bà nhiêu tuổi? À, năm nay 80. 80, thì bây giờ còn làm gì không? Không. Thế hàng ngày bà làm gì để sống, tiền đâu để sống? À, mẹ ông nhà nước nuôi. Mẹ ông nhà nước nuôi, một tháng bà được trợ cấp nhiêu tiền? Tháng cấp có 480. 480 ngàn. Rồi, bà thấy đường không? Thấy. Con biếu bà nhá. Rồi, cảm ơn. Bà khỏe. Dạ. Rồi, chào bà. Bà năm nay nhiêu tuổi bà? 86. Thì bà còn làm nghề gì không? Không có làm gì nữa. Không làm nghề gì? Coi nhà đâu rồi, coi cháu. Coi cháu. Rồi. Rồi, con biểu bà. Cảm ơn cậu. Dạ. Chúc cậu mạnh khỏe. Vâng. Bà nhiêu tuổi? 86. Bà thì làm gì để sống? Làm gì giờ ở nhà đây rồi, cũng nhà nước nuôi. Cũng nhà nước nuôi. À, thì bà có con cái gì không? Có đứa. Dạ. Thôi, con biểu bà nhá. Dạ. Năm nay ông nhiêu tuổi ông? 83. 83, ông vợ con gì không? Không có. Ông có, ở độc thân. Ông có hay đi đóng phim gì không? Không có. À, thế ông làm nghề gì để sống? Đi làm mướn. Ông làm nghề gì không? Bây giờ có đứa cháu. Có đứa cháu. Cháu con ai không? Có đứa cháu. Cháu là con ông hay là con nhà? Cháu là con của con gái á. Con của con gái. Rồi, con biếu ông nè. Biếu ông 100 ngàn. Rồi, ông cất nha. Như vậy năm nay có 3 ngàn thôi. Năm nay có 3 ngàn. 3 ngàn, hôm nay là 3 ngàn đây này. Ờ, thì chỉ một ngày thôi à bà? Một ngày từ giờ đến chiều thôi. Vâng. Bây giờ bắt đầu đoàn vô là sắp thứ tự ngồi đâu ngồi đó. Dạ. Rồi nhận quà. Dạ. Rồi các mạnh thường quân ai có điều kiện á thì đi lì xì thêm. Vâng. Còn chùa thì gạo và mì và những bánh trái. Dạ. Dạ. Đó. Có mạnh thường quân rồi đông lắm đó. Dạ. Lúc đó là ngồi ổn định nên họ đi phát tiền đó. Vâng. Rồi. Thôi con cảm ơn bà nha. Chúc bà sức khỏe để cũng coi như bà như là một cái... Chú khỏe không? Chú biết con không? Chú nói đúng tên con là chú có quà này. Dạ. Không nhớ đúng không? Mà chú nhận quà lúc trước ở đâu? Hình như là cái chùi chỗ thì mà trong cái con đường mà đi lên không đi lên á. Dạ. Chùa trong đó. Chị Thảo lần trước là nhận ở chỗ nào? Chùa đấy chùa tên gì nhỉ? Tịnh Xá. Tịnh Xá Viên Tâm đúng không? Nãy chúng nói là chú quen. Quen, ngồi đây, quen. Ờ, cái chân này là đóng inox rồi à? Dạ, ở nhà làm đấy. À, chân nhà làm. Trời ơi, chân này thì chắc lắm đây. Rồi, thôi bây giờ gửi chú nhé. Rồi. Đây rất là nhiều người sẽ tới để mà tham dự cái chương trình này. Bây giờ đây đang là bãi gửi xe này các bạn. Đây, bà sẽ hỏi chuyện đã. Rồi, chào anh. Hôm nay mình đi đâu đấy anh? Dạ, xe đi ăn sướng anh ơi. Bây giờ đi ăn sướng á? Dạ. Bây giờ đợi ai đi ăn sướng? Đón xe đi. À, đón xe đi. Chứ em vô cổng chùa người ta không cho vô. À, sao không cho vô? Để em đâu có vé đâu có thẻ gì đâu. À, không có vé, không có thẻ, không được vô à? Dạ. À. Vậy nhưng mà sao anh biết ở đây mà anh tới? Có nãy có một triệu dắt đi á chứ. À, rồi. Rồi, cảm ơn anh nhá. Dạ. Đây, người đi xuống. Hết nè, toàn những người mù. Sao đủ chưa?
quân số. Rồi, xem là chưa. Em tới đây mà chắc phải có phiếu với Zo đúng không? Vâng, nhưng mà được rồi, đây để em đi Zo cổng bảo vệ đã nhé, xem họ có cho Zo. Đi cổng chính đâu đây mà. Gửi rồi, em đứng ở ngoài đây rồi. Dạ, ok. Rồi, trời. Bám bầu cục giò. À, giò bị sao bác? Ôi trời. Do giả. Dạ. Nay mình ở đoàn này ở đâu rồi chú? Đoàn đâu lên? Đoàn này quận 10. Quận 10 à? À, quận 10 là chỗ nào? Ở đường Ngô Gia Tự. Ngô Gia Tự à? À. À dạ, rồi con cảm ơn chú. Rè xuống chứ không có. Quá hay luôn. Đây, mọi người đang tới những người khuyết tật, người các đoàn. À, chú ở quận nào tới chú? Thủ Đức. Chú chủ Thủ Đức lại. À, chú đi đây ai chở tới? Đi xe gắn máy à? À, đi xe ba bánh. À. Rồi, đây, hôm nay thì sẽ có rất là nhiều đoàn tập trung ở đây. Chùa Từ Hạnh. Đi nhìn khổ quá. Đây đoàn số 39. Chị mới chị kia sẽ tới coi sao mà đi đây. Đi đây đi. Rồi chào các bà nhá. Chào các bà các cô. Rồi xin chào cả nhà. Rồi xin chào đoàn nhá. Thank you.
đóng vô bàn đâu, chị lấy thẻ là không biết. Dạ rồi. Làm lễ xong đi ngang qua đây. Thank you.
Yeah.
là nhiều. Thì cũng với cái nghi thức nghi lễ này thì Trần Dương cũng phải nói rằng là nhìn thấy ở đây đông quá trời luôn. Giờ từng đoàn nhé, Trần Dương sẽ đi coi. Đoàn mình đi bao nhiêu người có? 11 người. Là của bên cô là ở đâu có? Ở quận Gò Vấp. À dạ. Cảm ơn. Đây đoàn. Vâng vâng. Cô tí còn đứng lại được. Dạ dạ dạ. 48 đoàn số 71. Đây chúng tôi sẽ đi ra xem ạ. Đây đa số những người nghèo, người mù. Nắm theo nó ra xin lễ thầy. Sao mình ngồi đây? Quá trời. Ba tổ trưởng đâu rồi cô? Ba tổ trưởng đâu rồi? Chào người đẹp. Rồi, người đẹp khỏe không? Ở đây đây. Mừng quá. Hôm nay con đi theo đoàn đi tới đây để. Ủa sao anh cho con hay vậy? Dạ thì chỗ bên sư bên một chiếc tập đỏ hả? Ừ, và không, bên này con tự nguyện nhưng con biết. Thế hả? Vâng. Đó có mỗi năm năm nào cũng có hai lần. Dạ, năm một năm hai lần. Một năm hai lần, bây giờ và tháng 7. Dạ. Là hai lần có. Hôm nay bà khỏe không? Ăn Tết sao? Mệt. Dạ. Chưa được đi tới đâu ấy. Mình có phụ việc gì cho đây không? Có chứ. Phải phụ à? Phụ việc gì bà? Mỗi phụ góp 100 để mua nước. À. Gọi là thầy ráng nghĩ cũng không khiến đâu như để cho các cụ có sức khỏe. Vâng. Thành ra mỗi người đóng góp 100 để mình mua nước đó con. Dạ, mua dạ. Nước để đãi. Mời. Mời, dạ. Để cho lấy duyên á. Dạ. Bà có đứng ra ngoài này không? Đứng ra ngoài. Và đứng ra ngoài có đảm bảo sức khỏe không? Được. Con đấy con vừa quay đại lễ ở trong. Xong rồi bảo tiện thể bữa nay tới hỏi thăm sức khỏe các bà xem là. Có đoàn không con? Dạ. Có đoàn đi không? Có đoàn đi ở trong kia nhưng mà bây giờ là lo việc chính ở trong kia. À. Thì một năm là vào dịp tháng mấy với tháng mấy? Tháng 7 với tháng mấy? Tháng 7 với tháng Tết xong này. Dạ. Là tháng riêng. Là cứ mỗi một năm là bằng mấy ngàn người về như vậy? Như vậy năm nay có 3.000 thôi. Năm nay có 3.000? 3.000, hôm nay là 3.000 đây này. Ờ. Thì chỉ một ngày thôi à bà? Một ngày từ giờ đến chiều thôi. Vâng. Bây giờ bắt đầu đoàn vô là sắp thứ tự ngồi đâu ngồi đó. Dạ. Rồi nhận quà. Dạ. Rồi các mạnh thường quân ai có điều kiện á thì đi lì xì thêm. Vâng. Còn chùa thì gạo và mì và những bánh trái. Dạ. Dạ. Đó. Có mạnh thường quân được đông lắm đó. Dạ dạ. Lúc đó là ngồi ổn định nên họ đi phát tiền đó. Vâng. Rồi, thôi con cảm ơn bà nha, chúc bà sức khỏe để cũng coi như bà như là một cái người hướng dẫn viên đấy. Rồi có mình sẽ còn gặp lại nhau nhá. Cháu khỏe không? Cháu khỏe ạ. Dạ dạ. Rồi cảm ơn bà nhá. Dạ dạ. Các cụ cảm ơn cháu. Vâng vâng. Chú ăn ngon không? Ngon, con ơi. À ngon à. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú? 40 rồi, đúng bụi à. 40 á? Dạ. 40 là 40? 40 á? À sinh năm 40 đúng không? Dạ. À sinh năm 40 không chú? Khoảng á. 40 thì năm nay là già yếu rồi. À, thì năm nay. Dạ. Ấm làm gì được. Dạ. Khổ lắm. Vâng. Ở đây làm đi bông bông quả cho chùa. Quét cho chùa. À dạ. Cứ ở chùa Nhân Sơn á. Dạ. Cũng giúp bông quả. Dạ. À
chồng cho chùa. Nay là đoàn chú là từ huyện nào về? 60. Đoàn là đi bao nhiêu người chú? Thôi được rồi, không sao. 14 người ạ. Vâng, con cảm ơn. Hầu hết là người mù với người già, người khuyết tật ạ? Đi mấy người hết rồi. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn chú ạ. Con đi nhá, chào chú ạ. Các tình nguyện viên tới chia bánh mì. Wow, trời. Anh em ơi. Ừ, anh chào em. Anh chưa? Anh đang đi quay phim bây giờ 3.000 người mù tập trung về Sài Gòn. Ừ. Ừ, không có gì. Yêu tiên không đại đâu ạ. Ok. Rồi, có gì anh em mình nói chuyện sau nhá. Anh cảm ơn. Anh chào em. Vâng, đâu thôi kệ em, bỏ giùm bỏ. Vâng. Mời ra ngoài. Biết.
Oh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chú ơi, này.
Rồi. Rồi gửi chị ạ. Đây chú chống nặng đi chị. Cảm ơn. Đây đi. Rồi rồi chú đi. Rồi bây giờ em nhắc lại nữa nè, cô bác của khu vực này nè. Bây giờ chúng ta đứng tại chỗ, cô bác phía sau á, chúng ta lùi xuống xíu. Đừng có đè lên trước nữa. Thì đây rất là đông rồi. Rồi có những người không có bịch thì được các bé mà được học ở trong chùa thì sẽ cho những cái bịch để đựng tiền, rất là chu đáo. Đấy, cô đây thì có chiến lợi phẩm là bánh mì này, là bánh quy này, rồi cái kia là túi đựng tiền. Đó. Dạng như bị bạch tạng. Cái người này này chị ơi. Rồi gửi anh nha. Quân Sài Gòn ngày nay. Ai đi đọc tại chỗ. Lui ra phía sau giãn ra. Giãn ra. Còn lấy được. Câu đoàn này lại hình khoan thì xem nào, từ coi xem có phải là bây giờ ban chức các bạn đề nghị các bạn có phải là đi lần hai hay không. Không, nhưng mà nãy như có một đoàn nhóm đi rồi đó. Đâu để em coi thử xem nào, từ từ. Chưa chú thì xác nhận mà mấy chú thì xác nhận. Chưa nhớ thầy chưa đi phải không cô? Đang đi đó chị. Gửi cô đi. Dạ, đi gửi cô đi. Rồi đây. Bắt đầu từ đây đi. Trảng bàn. Dạ. Cho cái âm 12 con mắt nè. 12 con mắt là sao? Được rồi. Xe quay lại, chị gửi hết đây đi xong rồi quay lại kia. Đâu ạ? Rồi chú ơi, gửi hết chú nha. Cảm ơn cô. Sài Gòn ngày nay biếu chú nha. Dạ, cảm ơn cô. Rồi đi ạ. Gửi nguyên cái đoàn này đi chị. Rồi. Rồi đợt này khỏe không Trung Nguyên? Dạ. Vâng rồi, chào chú, hôm nay không đi bán vé số à? Dạ rồi, chào chú nha. Rồi gửi chị đi. Rồi vô hàng luôn, đi vô hàng đi ạ. Lấy hồi lại nè. Bỏ hàng nó rất gờ đi nè. Lính đi mày. Trời ơi. Đúng rồi, bác mình đi. Đây chị
hôm nay gửi đi vậy. Ok. Bây giờ cái chỗ này nè, không nghe nói không? Ngày bán nhiêu vé chú? 200 vé à? Dạ. Đây, bên đây thì bây giờ là các tình nguyện viên bên Hội Chữ Thập Đỏ đang ổn định trật tự để các cô các chú ngồi xuống rồi các bỏ chân. Người ta mời mấy ông 9 giờ, mấy ông 2 giờ, mấy ông ra, mấy ông làm cho bé chảy máu. Ta mời 9 giờ và 2 giờ nó tới đây rồi, bây giờ là 2 giờ khuya đã ghé. Nó sợ cái 2 ngày mấy, em chạy 3 ngày mấy. Dạ, dạ. Rồi chị người đi. Hai ông mụ này đúng rồi, em mua năm nay nó đi chạy ăn trước, nó đi chạy. Chị ơi, rồi rồi chú đằng trước luôn này. Trước nó đi chạy giúp giùm người ta đi chạy. Dạ dạ. Ông thấy đường rồi, ông mụ này đúng rồi, ông mụ này. Ông cụ một chân nữa này chị này. Đi 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 đi. Rồi mình đứng lùi lại, mình đứng lùi lại, đứng lùi lại. Chị Mai đứng lùi lại, đứng lùi lại đây cho rộng. Rồi chị gửi người đi chống nạn nhỉ. Đây này chống nạn này chị này. Dạ dạ. Chống nạn sao nữa kìa. Rồi chống nạn sao mũ đem để chú uống nước, lấy tàu uống nước cho ta lên. Ba nè, con phải nhiệm vụ mà nước mà ra có mà kêu người ta ngồi đứng đi. Nhiệm vụ mình nó chỗ nào thì đứng đó. Rồi mấy chú uống nước. Đứng lùi lại, đứng lùi lại. Khoan, có người cõng kìa, người cõng kìa. Người sau ạ. Ba người. Dạ. Rồi chuẩn bị đến cái đoàn kế tiếp rồi các bạn. Đây người này có con nhỏ này chị này. Đây có người có con nhỏ chị gửi đi. Dạ dạ. Dạ dạ. Nhận cái này là cái ngại lắm nha. Cái đó chị nói thiệt, nhận cái này là ngại lắm đó. Chú mù cục tay kìa. Chú ơi. Mà cô đấy sao cô này vô nhận dùm quá. Hết rồi đâu, sao rồi giờ đến giờ tiếp. Cô bác nào mà đứng chị nữa là được rồi, được rồi. Rồi được rồi. Rồi biểu cụ nha. Cho gửi biểu cụ nha. Dạ. Được rồi chị. Vậy cũng nhà đủ để xuất ngay để cho những người mà ta thật sự không ai mà lo ta khổ hơn, thấy không? Bảo đó dính dính cái người đó đi. Chưa chưa. Rồi bước tới đi. Tiền cho bên tay phải. Tay phải. Còn mấy bịch không? Cho nó nhịn ngay lên kìa, nhịn ngay lên. Dạ đây vẫn còn. Đây chú này từ 2 giờ sáng nhé. Chú mấy giờ dưới đấy chú lên? Chú có thấy đường không? Không chú ơi. Không thấy đường á? Thấy mờ mờ không? Đây đây mấy chú? Dạ còn nước mẫu hư mắt luôn rồi. Quê chú ở đâu ạ? Dạ Tây Ninh. Tây Ninh à? Ở huyện nào chú? Dạ, trong bàn có nhóm ra đi chung nhóm mà mới ra trước là giờ còn mới đây chị không ngắt ngang nào đây. Dạ chú có gia đình vợ con gì không? Dạ, không. Không có ạ. Dạ. Thôi gửi chú tiệc cà phê trước nhá. Rồi rồi dạ. Chú cứ đợi ngồi đợi đây lát xíu thì tới lượt rồi mình đi nhá. Rồi rồi.
này cắn hộp nữa nè. Đây còn chút xíu nữa đây rồi xong luôn đây. Chừng 30 phút nữa. Dạ. Nói chung là nguồn lực thì có hạn đó các bạn, nên là người nghèo thì cố biên. Giờ nhóm đang đứng để phát hiện xem là những hoàn cảnh nào đặc biệt khó khăn. Nguyên cầm á. Nhưng mà cho này con rối người ta xi ấy rồi người ta nhao lên ấy, nó nhao lên rồi những các cô này khó làm việc, khó ổn định trật tự này. Nhiều khi mình làm thế, ví dụ như đấy là nhưng mà vì nếu mình không làm thế thì mình cứ tới là nó nhào nhào lên là mấy cô chú này lại khó. Thôi chú già không muốn vô tôi chú ơi. Cái chú già vậy nhìn cái này. Rồi bây giờ chú nào? Cái chú già nè, con chú già nè, hai con mắt hư hết rồi đó. Không dạ. Dạ. Chú đội nón đấy đúng không? Dạ. Em cho riêng chú này được không chị? Hả? Em cho chú này được không ạ? Cho chú này. Vâng. À, cho muốn cho đi. Rồi chú ơi, con gửi chú nhá. Rồi. Ta mù sao ta nhìn thấy? Đây chú ơi, con gửi chú. Không sao đâu chị ơi, kể. Để tặng họ thêm được không sao đâu. Ít nhưng mà chất lượng được. Rồi cô ơi, gửi cô nhá. Nè, đừng ba từ từ. Ba người đâu? Hai người đâu? Rồi cho đây luôn đi. Thôi. Rồi từ từ. Từ từ đi nha. Dạ. Rồi ok. Bên kia cho bên tay phải. Rồi con biểu ông nha. Rồi chúc ông khỏe nha. Cảm ơn. Đây đoàn số 41. Rồi đây sẽ cho vô cái túi này tên đoàn. Cô đấy làm bên phường á, cô Chi. Chi phường. Nói chung thì tất cả những cái trường hợp nào cũng đáng để giúp đỡ hết quý vị. Nhưng mà quý vị thấy rằng là nguồn lực thì có hạn, người nghèo thì rất là nhiều. Nên là Tuấn Dương cũng đành là chọn mặt gửi vàng thôi. Ở đây có một nhân viên lễ tân nhà mình đây. Rồi cho em xin ly nước. Cảm ơn chị gái. Lòng dạ. Chừng nào người ta dựng da dựng tay mình mới nói vậy. Rồi. Rồi.
thiện nguyện Sài Gòn ngày nay cũng tham gia đi buôn nước bác quý anh chị cô bác luôn nha. Đây họ có đẩy dùm ra đẩy dùm ra ra năm nay ông nhiêu tuổi không? 83. 83 ông vợ con gì không? Không có. Ông có ở độc thân. Ông có hay đi đóng phim gì không? Không có. À, thế ông làm nghề gì để sống? Đi làm mướn. Ông làm nghề gì không? Giờ có đứa cháu. Có đứa cháu. Cháu con ai không? Có đứa cháu. Cháu là con ông hay là con nhà? Cháu là con của con gái á. Con của con gái. Rồi, con biếu ông nè. Biếu ông 100.000. Rồi, ông cất nha. Hai mẹ con à? Hai mẹ con à? Mẹ con mù thôi, còn mẹ bình thường à? Bé này mấy tuổi rồi em? 13 tuổi là học có do đi học không? À, rồi thôi cho gửi 50.000 nhá. Rồi, đi đi em. Con nhiêu tuổi? Nó cho bác mới 7 tên, 6 tuổi. 6 tuổi bé này có đi học không cô? Có học. Rồi này cô bám vô. Rồi chú gửi con nhá. Rồi cô cầm dùm, cô dùm. Rồi để đúng hả? Dạ rồi. Rồi chào cô. Cô nhiêu tuổi cô ơi? 62 tuổi á? Rồi 62 rồi cô đi đi ạ. Rồi. Thôi biểu bà, 62 tuổi mà nhìn già quá. À 61 ạ, dạ. Dạ. Chú này nhiêu tuổi chú ơi? Dạ 60. 60 ạ. À. Chú quê ở đâu? Nhà Tô. Ở đâu chú? Bà Tô. Bà Tô là tỉnh nào nhỉ? Vũng Tàu à. Rồi gửi chú nha. Rồi bám người đằng trước, bám người đằng trước. Đây bên đây. Rồi bám đây, một tay bám đây. Rồi. Rồi mọi người bỏ thẻ ra nhá. Mọi người để thẻ ra để các cô chú biết cô chú dễ gửi tiền. Không phải đeo thẻ đi, đeo thẻ vô đi. Đeo vô nhé. Rồi miệng niệm Phật đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chú ơi, con gửi chú 100.000 nhá. Ông nay nhiêu tuổi không? 80. Quê gốc ông đâu? Quảng Trị. Rồi biếu ông nhá. Dạ. Ông cầm tiền giùm con này. Dạ, cảm ơn. Biếu ông 100.000. Dạ cảm ơn. Cái đoàn này bình thường rồi đi tới đi ạ. Rồi tới đi thẳng chú ơi. Rồi vịn vai đi thẳng. Rồi đi thẳng nha chú nha. Rồi vịn vai đi thẳng. Tới đi em ơi. Rồi tới luôn. Rồi vịn vai đi thẳng đi ạ. Rồi tới luôn. Nói luôn. Đừng để người ta đi chế người ta.
vui mình thì yên ra dân dạy dân bà này dân dạy có trắng thì lại hẹn mình tới từ mấy giờ cô? À? Mình tới đây từ mấy giờ? Không biết. Không biết luôn. À, không biết giờ giấc luôn. Không có thấy đường đâu nhỉ? Dạ. Nhưng mà ông lão mù thì có một cách là ông bấm vào cái đồng hồ và nó nói là mấy giờ. Đó thì thực ra cũng có một số cô chú cũng chưa có cái kỹ năng để biết giờ. Rồi ông ơi, năm nay ông nhiêu tuổi? Ông có thấy đường không? Không. Ê, tờ tiền này ông biết là nhiêu tiền không? Không. Đây. Dạ, rồi, rồi biếu ông nhá, 100.000 đấy. Rồi biếu ông. Rồi biếu ông 100.000. Đây có một bà cụ này. Bên tay phải chưa tới, trong cái hàng của mình không à. Đây chắc chỉ còn ít phút nữa là sẽ xong việc ra. Ở đâu rồi chứ? Qua đây. Năm nay nhiêu tuổi chú? Dạ 54. Rồi biếu chú 100.000 nhá. Dạ. Dạ. Rồi. 54 mà nhìn xương gió quá, xương gió phủ đời trai. Ừ. Thế chú có vợ con thì không? Dạ có ạ. Mấy một vợ hay là sao? Một vợ. À, một vợ mấy con rồi? Hai đứa. Một vợ hai con ba tầng bốn bánh à? Hay là sao? Rồi. Rồi, các tình nguyện viên đang hướng dẫn đi hướng đây, sau đó ra đến ngoài cổng, ra tới ngoài cổng, sau đó thì sẽ mỗi người sẽ được tặng một thùng mì nữa rồi đi về á. Chú này biết mà, chú này quen. Chú khỏe không? Chú biết con không? Biết. Chú nói đúng tên con là chú có quà này. Coi như vậy, quên rồi. Dạ. Không nhớ đúng không? Mà chú nhận quà lúc trước ở đâu? Hình như là bảo là cái chùi ở chỗ chùi mà trong cái con đường mà đi lên không mà đi lên á. Dạ dạ. Chùa trong đó đó. Chị Thảo lần trước là nhận ở chỗ nào? Chùa đấy chùa tên gì nhỉ? Tịnh Xá. Tịnh Xá Viên Tâm đúng không? Nãy chúng nói là chú quen quen. Quen, ngồi đây quen, ngồi đây. Dạ. Ờ, cái chân này là đóng inox rồi à? À, ở nhà làm đấy. À, chân nhà làm. Trời ơi, chân này thì chắc lắm đây. Rồi thôi bây giờ gửi chú nhá. Rồi rồi. Con tên Tuấn Dương, Sài Gòn ngày nay. Dạ. Dạ. Đâu sao có chỉ điểm ai đâu? Có. Nhưng mà để người ta đi vô thì người ta mấy tờ người ta đi vô đồ. Cái chú mà tóc màu vàng mà em của sư cô Nguyên Tâm á, là hồi xưa là cùng bạn học phổ thông. Dạ. Sau này hai anh em lớn lên thì muốn lên là chú anh. Dạ dạ. Rồi rồi, cảm ơn chú ạ. Đây nè. Cái này mình nói là chúng ta nhìn quen lắm. Vậy chú Long không?
Chú ơi, chú Long không chú ơi? À, chú Long à? Chú là tên gì? Dạ. À, chú biết rồi. Chú nhưng mà có đúng là chú là chú Long không? Đúng đúng đúng. Rồi, chú ở với bà Tư đúng không? Đúng rồi. Dạ. Dương đó hả? Dạ đúng rồi, bà Tư hôm nay có đi với chú không? Có. À đâu? Ở đi sau lưng. Bà Tư đi sau lưng rồi. Rồi chào chú nhá. Dạ dạ dạ. Bỏ vô luôn, người ta tới người ta đưa cho mình tới nè. Nè, để tay đi, nè, nói này vậy nè. Bỏ ra ngoài, bỏ ra ngoài. Đeo vô hả? Mọi người giờ đang đứng dậy luôn. À, trời. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô ơi, mình đoàn là từ đâu về đấy cô? Tân Phú. Tân Phú à, quận Tân Phú về. Dạ, dạ, giờ đến lượt để chuẩn bị xuất hành không? Chuẩn bị cho là cho nó nắng quá chứ mà. À, đứng nắng quá. Thầy. Dạ, dạ. Bé thầy hay kìa. Rồi. Đau chân quá à? Dạ. Dạ, rồi thôi, chờ xíu rồi về thì mình ngồi nghỉ nhá. Dạ, dạ. A Di Đà Phật. Xin điều cho bà đi xuống. Xu đứng qua bên đây đi. Ở bên đây người đông quá trời. Ở phía đây ta đi giữ rồi. Rồi đứng đó đi, ở đó đứng yên đó. Rồi được rồi. Rồi chào con qua nhá. Rồi. Rồi chào bà. Bà đoàn nào đấy bà? Đất đỏ. Đất đỏ Bà Rịa Vũng Tàu. Năm nay bà nhiêu tuổi rồi? Hả? Năm nay bà nhiêu tuổi? À, năm nay 80. 80 thì bây giờ còn làm gì không? Không. Thế hàng ngày bà làm gì để sống? Tiền đâu để sống? À, mấy ông nhà nước nuôi. Mấy ông nhà nước nuôi. Một tháng bà được trợ cấp nhiêu tiền? Có 480. 480 ngàn. Rồi bà thấy đường không? Thấy. Con biếu bà nhá. Rồi. Cảm ơn. Bà khỏe. Dạ dạ dạ. Rồi chào bà. Bà năm nay nhiêu tuổi bà? 86. 86. Thì bà còn làm nghề gì không? Đâu có làm gì nữa. Không làm nghề gì? Coi nhà đâu rồi. Coi cháu. Coi cháu. Rồi. Mô Phật. Rồi con biếu bà. Cảm ơn ông. Dạ dạ. Chúc cậu mạnh khỏe. Vâng vâng. Bà nhiêu tuổi? 86. 86. Bà thì làm gì để sống? Làm gì giờ ở nhà đây rồi cũng nhà nước nuôi. Cũng nhà nước nuôi. À, thì bà có con cái gì không? Đứa không. Có một đứa. Dạ dạ, thôi, thôi con biếu bà nhá. Dạ dạ. Rồi con xin phép con đi nhờ. Rồi trời đông luôn. Mọi người đang đứng xe qua. Tiếng nó chẳng nấy đây. Chơi đi chơi lại đây. Ông nhiêu tuổi rồi ông? Hả? Ông năm nay nhiêu tuổi? 88. Ông thấy đường không? Không thấy đâu. Ông có nhà quê ông ở đâu? Ở Trung cả. Ở đâu ông? Miền Trung là ở đâu ông? Ở Đà Nẵng. Đà Nẵng. Đà Nẵng mình sao lại vô đây được? À, vô lâu rồi. Vô 80 cả. À, ông vô đây là ông làm nghề gì ông? Làm nông. Làm nông, nông nghiệp á? À. Vậy là ông ở quận mấy? Ở Đất Đỏ. Ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu. À, ông có con cái gì không? Hả? Ông có con cháu gì không? Còn con và con đứa. Có đứa. Đứa làm trên Phú Mỹ. Phú Mỹ. Thế vậy hàng ngày thì làm gì để sống? Nấu máy rồi cũng. Hàng ngày làm nghề gì để sống ạ? Còn tôi hả? Vâng.
làm biếng. Làm biếng á? Làm biếng thì làm sao có ăn được. Quá giải mà đây đây nè. Rồi thôi con biếu ông nhá. Rồi gửi ông 100 ngàn. Dạ. Bà bé đây con ai ấy bà? Cháu ngoại. Hàng ngày bà làm nghề gì? Đi lượm và lượm ở đâu? Bà lượm cây cây ở đường Tân Lửa. Tên Lửa Bình Tân gì? À, Bình Tân. Rồi mỗi ngày bà được nhiêu tiền? 37 ngàn. Rồi biếu 300 ngàn. Khỏe. Bây giờ chúng đặc biệt chưa? Rồi thôi biếu ông đây 100 ngàn này. Đây rồi. Bà chào bà. Bao nhiêu tuổi? 81. Bà thấy đường không? Không thấy đường. Bà làm gì đến đâu? Con cháu nè. Con cháu nuôi được con biếu bà 100 ngàn nhá. Cảm ơn bà. Bà khỏe nhá. Dạ. Ông làm nghề gì để sống? Ở nhà bán vé số. Bán vé số ngày bán được bao nhiêu vé? Có trăm vé cũng nhiều. Trăm vé lời nhiêu tiền? Là được 100 ngàn nếu mất còn không tới. Nếu mất không tới thôi, biểu ông một ngày bán vé số 100 ngàn không mất tiền nhá. Hôm nay bà nhiêu tuổi bà? Bà làm nghề gì? Năm chục vé lời nhiêu tiền? 55 ngàn thôi, giờ biếu bà một ngày hai ngày lời vé số nhá, 100 ngàn đó. Rồi bà đi đi ạ, bà đi đi. Bây giờ thì cũng gần hết tiền rồi các bạn, mà sẽ chọn mặt gửi vàng, gửi các cụ già hoặc là những người mà đặc biệt khó khăn nữa. Dạ. Bây giờ sẽ đợi lát xíu sẽ hỏi cô. Cô là bên chữ thập đỏ quận Bình Tân ạ? Thì nói đúng là cô mới phát 100 phần quà cho những người nghèo có mã số trên địa bàn phường. Người Nga đứng tại chỗ đi thì ngành kêu vô. Cô cứ gửi cho mà đem lại cho cô cũng mới tới chắc thì cô đứng là bên phụ nữ là cô dành làm chị em. 5 kg cũng được, 10 kg cũng được, đông rồi. Đó, quý luôn. À, đúng rồi. 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 Chứ không phải là đem tới rồi. Dạ dạ. Cô tên gì cô? Cô hả? Tên Phạm Thị Hương Hội chứ Út Hội. Cô Út Hội, hôm nay cô Hội nhiêu tuổi? Cô Hội 64. 64 rồi. Chi hội trưởng phụ nữ khu vực 6. Rồi, cảm ơn cô. Cô tâm nguyện mà, cô đi vùng sâu vùng xa. Cô đi vùng sâu. Cô có bà chị làm trong bệnh viện tới. Dạ. Dạ. Phát đi vùng sâu vùng xa. Dạ. 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 D
À, mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn đúng không? Rồi, con cảm ơn cô. Ông đi hai lần là hết rồi. Cái năm rồi cũng có một đồ, rồi cũng có đây cũng phát, dạ. Cô cũng đi. Dạ, dạ. Gia đình cô gọi là nó đúng là cô độc thân. Dạ. Cô có hai bà chị. Đang làm bên bển. Bây giờ con có đề nghị là bây giờ con giới thiệu cô Việt Kiều Mỹ Úc Pháp Canada, cô chọn nước nào? Cô chọn nước nào? Mình lớn hơn tuổi đó rồi. Con mới nhờ như chú khoảng 70, 75, chịu không? Giờ để cô chăm lo lại hả? Nhìn cô vẫn đẹp gái lắm này, người mà lại tốt tính đấy. Tao đi vô nhóm về cái này. Dạ, dạ. Cô thì nói được cái gì là cái đâu là cái gì. Dạ, dạ. Thôi, vậy là cô cho con một vé nhá, để các chú trồng cây si được không? Không, cô điện thoại cô đây. Rồi, cô đọc cho con luôn. 0938. 0938. 248 là cô hội, cô hội phút hội ở Tân Phú, Bình Tân. Bình Tân. Bình Tân. Con đọc cô nghe này, Úc, Mỹ, Pháp, Canada. Cô chọn nước nào? Việt Nam. Việt Nam có Canada hơn người. Dạ. Đây chú này lớn rồi. Chú đây nè. Con cái đuôi sao nó đáng tin. Chú này rồi thì chú này lớn. Đó mấy chú này lớn. Nhóm chửi đầu này đâu? Đủ nhiêu tuổi rồi? Anh nhiêu tuổi? 38. Rồi 38 tuổi. Rồi thôi gửi anh. Cái chú sau cái chị 44 kìa anh. Đâu? Cắt đôi. Sau cái chị 44. Gì á? Chú đội nón á. Đội nón xanh dương á. Rồi rồi. Đâu đừng xe ra chụp lại. Rồi đi. Cởi đi, cởi đi, cởi đi, cởi đi, cởi đi. Hôm nay nhiêu tuổi rồi? Con cho cô 85. Mấy rồi? 85. Ông làm nghề gì ngày xấu? Không có thấy đường rồi, con biếu ông 100.000 nhá. Hôm nay nhiêu tuổi không? 86 rồi. Ông làm nghề gì? Không có làm nghề gì được hết. Không làm nghề gì thì đâu đẹp lão bao rồi biếu ông ạ. 100.000. Con cho cô bao nhiêu tuổi ba? Bảy chục ba là làm gì để sống? Rồi tới đi cô, tới đi, tới đi. Tôi mù. Bà ơi, bà đi Tết nè bà. Dạ. Rồi thôi, biểu bà 100.000 nhé. Bà cầm giúp con nhé. Tới luôn. Tới luôn, tới luôn. Rồi, bao nhiêu tuổi rồi? 75. Cũng làm nghề gì để sống? Một ngày bán được nhiêu tờ? Bán được nhiêu tờ chú? Hơn 100 tờ thôi, kiểu chú 100.000 này. Thôi đi qua đây đi. Đi qua bé cho con, phải có bé con kìa nhé. Thôi từ từ đi, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Không có anh thở, mất thành anh. Ủa ghê lên. Con nhờ cụ xíu nha. Rồi bé này bị sao đây em? Nó bị tim rồi, bị mắt rồi, bị não. À. Nó không biết nói. Không biết nói luôn. À, bé này nhiêu tuổi em? Dạ 7 tuổi rồi. 7 tuổi. Dạ. Có em nhà ở đâu? Dạ ở Cái Lậy anh. Cái Lậy Tiền Giang á, dạ. Lên à? Dạ em cảm ơn. Rồi cho anh dạ. Gửi em nhé. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi, em dạ. Đi đi. Dạ. Đâu ai đây? Đây đâu? Trời ơi. Lại. Lại cô đi. Rồi chào bà. Ba năm nay nhiêu tuổi bà? 61 tuổi cậu ơi. À, bà quê ở đâu? Ở thị xã Cai Lậy. Cai Lậy Tiền Giang lên à? Dạ. Dạ dạ. Bà lên đây từ mấy giờ?
đi hồi 4 giờ. 4 giờ sáng. Lên hội á, dạ. Dạ. Rồi rồi con biếu bà 100 ngàn này, bà cầm giùm con. Cảm ơn cậu nhiều. Dạ dạ rồi. Bà khỏe nhá, bà cất tiền đi ạ. Rồi sau khi xong nó thì rác rất là nhiều và bây giờ nhóm thì đi thu gom rác để rồi ai gom được rác nhiều là có phần thưởng nhá. Rồi chúng ta sẽ gom từ gốc cây ra nè. À, đây một chiến trường thì đây bây giờ sau khi mà phát xong những cái gửi các cái tấm lòng hôm nay thì mẹ Sài Gòn ngày nay có gửi tổng cái số tiền là 30 triệu. Ngoài ra thì còn có thêm một số những các cái tiền lẻ nữa của cá nhân tới để tặng những người nghèo. Và bây giờ thì rác ngập trời nên là đoàn thì sẽ tới để mà thu gom rác phụ với bên ban tổ chức. Đó. Một cái hành động mà cũng rất là đẹp á. À. Rồi rác này lát xíu là cân lên là tính tiền đó. Đó những cái thành viên rất là dễ thương. Đó bộ móng 300 ngàn. Đấy em gái này Em Ngân kêu là bộ móng tay 300 ngàn nhưng mà em đã hy sinh cái vẻ đẹp hy sinh vẻ đẹp để coi như là đi lượm. Nhưng mà cái màu đen này bây giờ bày cho em một cách là không có tốn tiền. Bây giờ mình lấy cái búa mình đập vô thì đầu tiên nó bầm thì nó màu tím. Sau vài ngày này nó đổi móng là màu đen, sau nó ra màu trắng. Không màu ngăn gì được luôn. Là ba màu luôn. Đây đây chú Tiểu mang cái chổi. Đây mượn chổi đây chị Thảo, đây chổi đây. Rồi có luôn. Rồi quá tuyệt vời. Đó bây giờ thì các mọi người cũng vẫn đang tới để mà ra phát quà rồi nhận tiền nhận mì thì nhóm Sài Gòn ngày nay thì cái số tiền thì cũng đã phát xong hết rồi. Bây giờ nhóm quay lại để mà dọn rác giúp nhà chùa. Đây chúng ta sẽ coi cái đoàn những người rất là đông mà thực sự ra thì số tiền để mà ngân sách ngân quỹ thì cũng có hạn thôi chứ cũng không có nhiều. Chính vì thế nên là đoàn cũng lựa ra một số những cái trường hợp tiêu biểu, tuy cũng có thể là bị lộn nhưng mà thì sau khi mà nhận tấm lòng của các mạnh thường quân xong khi ra về thì ai có phiếu thì sẽ được bên ban tổ chức thâu lại phiếu rồi sẽ tặng mỗi người một thùng mì nữa để mang về. Đây các tình nguyện viên đang chuyển mì tới để mà phát tặng. Và đây quý vị nhìn này, nguyên một cái khu vực này là mì này, gạo này, đó mỗi người một thùng mì. Mì gấu đỏ, mì thì nguyên cái dãy này hôm qua là để mì thì ở trong đây, nguyên cái nhà lán này hết rồi. Có khoảng bao nhiêu thùng mì anh? 3.000 mấy thùng mì. Dạ dạ. Là hôm qua là đầy hết lên đến đây đúng không anh? Đầy hết luôn đây. Rồi bây giờ chúng ta cũng đã gửi cũng vãn rồi. Đó. Đây thì tấm lòng của các mạnh thường quân kết hợp với bên
nhà chùa để giúp những hoàn cảnh khó khăn. Đó. Thế thì khi ra tới đây là đoàn nhận mì nữa, đoàn nhận mỗi người một thùng mì nữa là xong. Đó, kết thúc chương trình. Rồi, chúc về khỏe anh nhá. Rồi, chúc bà khỏe nhá. Rồi, về ăn mì ngon miệng bà nhá. Rồi, hẹn năm sau gặp lại. Tới đúng bà ơi, tới gì nha. Tới dựng ra luôn. Rồi, ok. Rồi, năm sau gặp lại nhá, chào bà. Rồi, chào hội người mù huyện Nhơn Trạch nhá. Mỗi người thùng mì, mỗi người thùng mì. Rồi, rồi đi, 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 tiến lên chị ơi. Rồi, bên đây, vô trong. Rồi, đây, đây, đây. Rồi, rồi, tiến lên, thẳng. Đi thẳng, đi thẳng. Rồi, đi, đi anh ơi, vừa đi nhá. Đi, đi, đi chậm, đi từ từ, có người hướng dẫn. Rồi, rồi, qua đi chú ơi. Em đừng có chậm. Rồi, chú qua đi ạ, chú qua đi. Rồi, nào. Đó, qua đây thì sẽ nhận lại những các cái thẻ này. Đó, và nhận mì. Đó, thì ngoài ra ở đây thì còn được tặng, ví dụ như đây này, tặng bánh mì. Rồi, bánh mì mỗi người một ổ. Rồi, tới luôn, đi thẳng bà ơi. Để chưa xong chưa? Qua đây xong rồi chào cùng ấy đi về luôn chứ. Đâu mấy chị đi. Thì chào cái xong đi về. Ở đây thẳng có người dẫn không? Ừ. Ok ok. Đó, danh sách thì vẫn còn rất là đông. Đó. Đây, cái gì thì... Đó. Ở đây bây giờ thì cái sản phẩm đã hoàn thành rồi. À, nguyên cái khu này là nhóm Sài Gòn ngày nay bao sân luôn. Sạch luôn. Rồi bây giờ mấy chị em vô đây rồi đi về nào. Rồi cô cảm thấy sao, mệt không cô? Mệt thì cũng mệt thì lắm nhưng mà rất là vui. Rất là vui. Rất dạ. là vui. Hy vọng là năm nào như năm nay. Dạ dạ. À, về đây là để đi với Sài Gòn ngày nay. Dạ đi, dạ. Khắp miền kêu bằng lục tỉnh luôn đó. À, lục tỉnh. Dạ. Dạ rồi, con chào cô. Bây giờ mình đây vâng. Đây là đây nè, giúp đỡ bồ đề mẹ cho tâm bồ đề kiến cố. Rồi đây mà đoàn mình đứng dưới gốc bồ đề đúng không? Rồi. Các chị ơi, mời các chị vô đi ạ. Năm ơi. Lên. Năm. Năm ơi. Năm. Rồi rồi, dưới lấy cái cây này luôn cho nó khỏe. Rồi bỏ nón ra đi, bỏ nón ra đi. Rồi bỏ nón cho con. Rồi bạn nào lộn người đứt trước. Vừa ở đây mà biết đâu ta. Đây đây, vô vô. Vô chụp hình đi. Vô chụp hình đi kìa. Vô đi. Rồi, nó đi kiếm cái quần, cái lấy hồng ngoài chỗ. Rồi. Ba cô đi. Ba lấy hồng. Đây đúng cây nào. Ok. Rồi đây. Rồi. Rồi cho cái xe rồi. Đây 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 đây. Đây đây, đây, đây. Đây, đây chổi kìa kìa. Cái này con, cái này đây nè. Rồi. Rồi, rất là đẹp luôn. Nào, cả nhà cười lên nhá. 2, 3 nào. Cười lên, 2, 3. Thả tim đi, thả tim đi. Thả tim nào. 2, 3 nào. 2, 3. Rồi, ok. Chụp đi, chụp. Thôi, được rồi, chụp rồi. Rồi, giờ chị Thảo có phát biểu gì không?
Nói chung là sau một cái ngày làm việc rất mệt nhọc của đoàn thì rất là vui, đoàn rất là vui, tuy mệt nhọc nhưng mà rất là vui, rất là hoan hỷ. Thấy các anh chị, các cô chú ở đây được những phần quà, tuy là nó cũng không nhiều nhưng mà nó cũng là ấm lòng các anh chị. Tại vì có một số anh chị mà cô bác đi từ 2 giờ khuya lên tới đây thì mấy anh chị thì bị khiếm thị, thành ra mấy anh chị cũng không có thấy đường, thành ra có nhiều anh chị cũng bị té, bị chảy máu đầu thì sư cô phải băng bó vết thương cho các chú, các bác, các anh chị. Thành ra mình thấy các anh chị được cái vui thì mình cũng vui lây, đoàn rất hoan hỷ. Nói chung là cảm ơn các mạnh thường quân của kênh như Sài Gòn Ngày Nay, nhóm thiện nguyện cũng như Sài Gòn Ngày Nay đã ủng hộ cho chương trình của Tấn Dương được phát những phần quà đầy ý nghĩa như hôm nay, thì xin cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi thì em cũng cảm ơn tất cả các thành viên trong nhóm và các mạnh thường quân. Thì trong cái số tiền mà 30 triệu ngày hôm nay đó thì là có của gia đình anh Nguyên là 5 triệu, cô Diệu Mỹ 7 triệu, gia đình anh Vinh 11 triệu 500, và em trích thêm từ quỹ Sài Gòn Ngày Nay thì em sẽ gửi chị Thảo số tiền là 30 triệu, vì rồi. Chị Thảo đã đổi tiền mặt dùm nhá. Rồi, ok rồi. Rồi em cảm ơn rồi. Xin chào cả nhà nhé.